Xin chào, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Daniel Auto. Trước mặt quý anh chị là một chiếc xe Ford Ranger 2022 form cũ, và trên đó thì khách hàng mang tới đây một mẫu thanh thể thao để thanh lý. Mẫu thanh thể thao này thì rất là đặc biệt, mọi người có thể thấy ngay ở phía bên trên này nó có một cái ba ga rất là chắc chắn để cho chúng ta tăng cái không gian chở hàng. Thì cái mẫu này sẽ được thanh lý với một cái giá rất là tốt, thì Lợi sẽ lên một cái video thật là chi tiết để nếu quý anh chị em nào chúng ta đang thích cái thanh thể thao này có thể xem chi tiết và ra quyết định mua hàng ngay nhé. Bây giờ Lợi và quý anh chị em mình chúng ta cùng đi xem chi tiết hơn về cái thanh thể thao này ha. Thanh thể thao này thì ở phía đằng sau này này, nó cũng có cái chỗ mà để thanh tròn như thế này để chúng ta cột đồ nhé. Chúng ta cột đồ từ bên này sang bên kia rất là dễ ha. Nó cũng làm thêm các cái phần ở đây này, các cái phần này cũng có thể là cột đồ hoặc là chúng ta trông thì nó sẽ khá là kiểu cách ha. Ở phía bên trên này thì nó là những cái dạng thép tấm. Thép tấm cũng rất là dày ha. Cái này nó ngoài cái thép nó dày khoảng độ gần 2 ly thì nó còn ốp thêm các cái tấm ốp ở đây đó, cho cái thanh thể thao này nó chắc chắn hơn. Ngoài ra cái phần đặc biệt nhất của cái thanh thể thao này ấy là nó sẽ có một cái bộ ba ga đi kèm. Bộ ba ga này không phải là ba ga chế thêm mọi người nhé, nó không phải là ba ga chế thêm mà nó là cái ba ga đi kèm với cả cái thanh thể thao này luôn. Nên là những cái pad để bắt ốc ở đây này và cái thanh chống ở đây cũng như cái hệ mà bắt ở phía bên trên này này là nó chuẩn 100% cho cái ba ga này luôn. Mẫu ba ga này cực kỳ là chắc chắn mọi người nhé. Mẫu ba ga này nó rất là chắc luôn, chúng ta có thể để thoải mái đồ ở phía bên trên này. Tất nhiên là nếu mà khi mà đi thì chúng ta sẽ để những cái đồ mà nó vừa phải nhẹ nhàng thôi, để khi mà chạy ấy, nếu mà chúng ta có chạy nhanh ấy, thì chúng ta không có lo lắng về cái việc là cái đồ ở trên này nó có bị gió cản nhiều á, nó có bị ảnh hưởng hay là không ha. Đó, nếu mà vali hay những cái vali 10-20 kg thì Lợi nghĩ để trên này thì một cái cách rất là thoải mái, và nó có cái cách gờ như thế này để cho chúng ta chằng buộc ở trên này một cách dễ dàng hơn. Đó, thanh này, cái này chắc lắm, đu lên được luôn. Ok, tại vì cái mẫu này thì bên Lợi cũng đã làm rồi, nhưng mà thực tế thì hiện tại thì bên Daniel Auto cũng ít làm hơn, vì là cái mẫu ba ga này ấy, thì trông thì nó khá là cồng kềnh. Đó, trông khá cồng kềnh mọi người ha. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta làm nguyên một cái bộ này thì nếu chúng ta không thấy cái phần ba ga không cần thiết thì chúng ta có thể tháo ra mấy con ốc ở đây và mấy con ốc ở đây thì rất là dễ dàng thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Khi nào chúng ta cần chúng ta ráp lại. Đó, thì cái việc đó thì tùy cái nhu cầu sử dụng của chúng ta ha. Thì rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, và nếu quý anh chị em nào đang cần hay đang thích cái mẫu ba ga này có thể ghé ngay Daniel Auto để xem thực tế, hoặc quý anh chị có thể là liên hệ tới nhân viên tư vấn tại Daniel Auto để có thêm các cái thông tin chi tiết nhất về cái mẫu thanh thể thao kèm ba ga như thế này. Rất cảm ơn quý anh chị đã xem video, và quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.